Đây nhá, cây đào rất là to đây này. 98. Vanh bao nhiêu bác? 98. 98 ạ. Đây, cho anh xem. 98. Đây, vanh 98 đây nhá anh em. Đó. Cây này gốc rất là to, nó khủng luôn anh em. Đây, cảnh rất là đẹp nhá. Nụ chi chít luôn. Đây này phải nhà to mà không thì phải công sở. À, công ty mà bác. Ờ đấy. Vâng. Cơ quan mà vâng. Cái này phải công ty. Vâng. Ôi quay bên này ngược sáng quá anh em ạ. Lại bên này quay cho anh em. Cây này thân cây mọc rêu luôn này anh em ạ. Rêu luôn nhá. À, đẹp chưa? Em quay bên này thì nó ngược sáng, muốn quay xung quanh để anh em xem ấy, nhưng mà ngược sáng nó mà tối lắm chả nhìn thấy gì luôn này. Nụ thì chi chít luôn nhá. Đây. Quay phải quay sang bên góc bên này. Góc bên này để anh em mới nhìn thấy hết thân cây này. Cái này cao khoảng độ trên 3 mét này anh em ạ. Trên 3 mét. 3 đến 4 mét. Đây, cảnh rất là đẹp. Độ dày chi chít luôn anh em ạ. Nụ vừa thân gốc này. Thân gốc rất là to nhỉ. Quay lại gần để xem nó có xem được không. Hơi tối một xíu không? Nói chung là em quay bằng cái điện thoại nó cũng kém kém đấy anh em. Mà nụ cực kỳ nhiều luôn. Thực ra xem ở ngoài nó sẽ đẹp hơn ở trong này rất là nhiều nha anh em. Xem ở ngoài rất là đẹp. Đẹp hơn, hơn ở trong mình rất là nhiều. Đây, đây, anh em xem không? Nụ này chi chít luôn nhá. Đây là đào phai nhá. Có một bông nở đầu tiên rồi kìa. Đó. Đào phai nhá. Nụ này thì nở đúng tầm luôn. Đúng tầm xuân luôn nhá anh em. Vâng, em chào anh. Chú. Đào rất là nhiều. Mới một năm rồi chú xây to thế. Rồi, ok, anh em có nhu cầu chơi cây to thì liên hệ với em nhé. Hoặc cả cây nhỏ thì cũng rất là nhiều luôn anh em ạ. Đây là những loại của chú đây à? Không, đây của mình.